Theo hãng tin Rappler, 4 người thiệt mạng, 42 người bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại trường đại học Mindanao, thành phố Marawi, Philippines. Các nạn nhân đều là sinh viên đang tham dự buổi lễ cầu nguyện của người công giáo tại phòng thể dục của trường thì một thiết bị không xác định phát nổ. Đại học Mindanao ra tuyên bố vô cùng đau buồn và kinh hoàng trước hành động bạo lực trên. Nhà chức trách đã phong tỏa khu vực, những người bị thương được đưa đến bệnh viện để điều trị. Thống đốc Mindanao gọi đây là vụ đánh bom bạo lực, khẳng định cần lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở giáo dục. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, an ninh được tăng cường tại các khu vực xảy ra vụ nổ. Trường Đại học Mindanao hiện đã đóng cửa để phục vụ điều tra. Vụ khủng bố xảy ra 2 ngày sau khi 11 tay súng cùng một thủ lĩnh tình nghi thuộc nhóm khủng bố Dalal Islamiya thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự trên không và trên bộ do quân đội Philippines tiến hành. Chiến dịch này được triển khai ở khu vực miền núi Mazatuajan, tỉnh Maguindanao de Sur thuộc vùng Bansamoro.